Xin kính chào toàn thể các bác nha. Trong mặt các bác là ối ôi thủng luôn. Hiện tại là bây giờ đang là 11 giờ 29 phút ngày chủ nhật 16 tháng 7 2023. Nhằng cái đến tháng 7 rồi. Trước mặt các bác đây là một số các mẫu vỏ thùng loa. Hiện tại em đang có về hàng, mãi mới về hàng được. Rồi nó nhiều đơn phát về cho nó hoành tráng luôn. Thì đây này em vẫn nhận thêm nhá, vẫn nhận setup lại những hệ thống âm thanh của các bác. Đấy. Trước mặt các bác đây là subwoofer SC118XN, loa sub đơn 50. Con này thì nó sẽ hợp với một số dòng củ loa mà yêu cầu cái khối lượng thùng phải thật sự là lớn thì con này làm được. Con này khối lượng cộng hưởng khoang trên là vào gần 300 lít, 280 lít. Đấy, 280 lít khoang trên các bác nhá, rất là khủng luôn. Với tiếp theo nữa là TH118XN. Đây, này là TH118XN. Khối lượng khoang cộng hưởng khoang trên là vào 320 lít. Kinh khủng luôn. Đấy. Khiếp luôn đúng không ạ? Em phải ra những phải nhãn hàng như này em mới chơi được. Còn đây là miniscope này, ngày trước em có cung cấp. Con này thì khối lượng khoang cộng hưởng chỉ có vào 180 lít thôi. To này thôi nhưng mà bên trong thùng thì nó chỉ khoảng 180 lít thôi. Đấy. Nên là em nói thế để các bác có thể hình dung và hiểu rõ hơn về các cái mẫu thùng em cung cấp. Đây là xúc hầm BC218SH. Đấy. Cái này thì dựa trên cái thiết kế design của BNC, một thương hiệu sản xuất vỏ sản xuất củ loa đứng đầu thế giới. Con này thì khối lượng cộng hưởng ở trong khoang bát là khoảng 180 lít một khoang nhé, khoảng 180 lít một khoang. Đấy. To nhìn trong này thôi nhưng nó chỉ cộng hưởng như thế thôi. Còn khoang mặt trước kia là khoảng 60 lít khoang cộng hưởng mặt trước, tức là khoang sau thì 180 lít, còn khoang trước là khoảng tầm 60 lít tối đa. Đấy, các bác nhìn này thôi, thật ra nhìn trông nó to này thôi, bên trong nó có nhiều vách gỗ lắm, nó chạy hướng này hướng kia, hướng này hướng kia, nên là nó là khoang cộng hưởng. Còn tổng thể thì các bác nhìn nó biết rồi, nó khoảng tầm 800 lít cả hai khoang cộng hưởng. Đấy. Thì em kể luôn nhá, SC118XN này và TH118XN dựa trên một khuôn thùng, dựa trên một khuôn lưới. Đấy. Và như là xúc kém hầm kia thì nó không có lưới. Và ngoài ra thì bên em đang có thêm là 1201, hay còn gọi là xúc đơn, xúc đơn 30. Con này thì khá là to, hoành tráng. Đấy, đây là khoang sau này, khoang cộng hưởng phía sau là vào gần 80 lít nhé. Còn khoang cộng hưởng phía trước nó khoảng tầm 30 lít, khoảng tầm 30 lít. Đã trừ hao nhé. Chứ còn đổ nước vào xong nó cân lên, ui trời, các bác tha cho em cái. Còn đây là 1202, subwoofer 1202. Con này thì đấy, đây 1202 này. Đây là 1202 và em sẽ có là 1204 nữa, như thế này luôn. Nhưng mà nó là một khối, chứ ở đây là hai quả 1202. Hai quả 1202 cộng lại thì nó sẽ thành một quả 1204. Đấy. Sắp tới thì em sẽ ra tiếp tục là 1208 nữa. Đấy. Đây là cái miếng hậu đằng sau của cái con 1201 nhá. Thì cái này em đang để mã là B và C S12, tức là cái thùng kia kìa là dựa trên thiết kế của B và C BNC speaker. Đấy. Các bác xem ở đây nữa, đây là cái tấm nắp hậu của B và C 218SH xúc hầm, thì nó là đây, cái tấm này, tấm mặt sau đều có hốc tay sách ở các cái đầy đủ hết cho các bác ăn chơi thoải mái tiền ca. Tổng quan hiện tại em đang về một ít hàng này nhá. Hàng này là của bác nào đặt hàng thì nhận hàng hộ em cái nhá. Đặt hàng nhưng mà em chưa nhận chốt đơn bằng cách là chuyển khoản. Tức là các bác nào đặt hàng đặt mồm rồi thì nhận hàng nhá. Tầm này em cũng hơi căng thẳng lắm rồi. Đang giữa mùa ế mà tham một đống này về là thấy cái số công nợ nó báo lên hàng tỷ rồi. Đấy. Đây các bác nhá. Thùng này thì nó sẽ có tổng cộng là 3 lỗ cọc. Súp hầm, kép hầm này là 3 lỗ cọc. Đấy. Mặt này một lỗ này.
mặt nóc này một lỗ này, mặt dưới kiệu một lỗ nữa kìa. Đấy. Và là 5 chân. 5 chân đây. 5 chân gỗ. Với TH118XN và SC118XN thì chỉ có vào 4 ỗ cọc thôi. TH118XN 4 ỗ cọc. Đấy. Và SC118XN chỉ có 2 ỗ cọc. SC thì chỉ có 2 lỗ. Đây là SC này, scope này. Con này thì nó đánh rất là ghê gớm nhé. Nó đánh rất là khiếp luôn. Từ 28, côn 125 mà các bác đánh vào các thùng thường nó không ra được chất. Các bác nắp vào thùng này nó đánh ra cái nực và ra cái bản chất của những cái dòng súp khủng luôn. Đấy, thực tế mà nói nó là như vậy. Ví dụ các bác có 18 tên X4000, các bác nắp vào cái thùng này nó sẽ ra được cái chất của nó. Còn như cái mẫu là 18 tên là với kép 3000 thì nắp vào cái thùng này nó không ra được. Hoàn toàn không ra được. 18 tên là với kép 3000 các bác chỉ nên nắp vào những cái thùng như thế này. Xúc kép hầm như này thì nó sẽ ra được cái chất. Còn nếu như các bác lấy cái 18 tên là X4000 các bác nắp vào TH118XN thì cũng gọi là cũng ra được, nhưng mà nó không hết được. Nếu mà muốn hết được cái chất của cái con TH118XN này là nó phải cần đến cái loại bát mà côn 152 ấy. Đấy, thì nó mới chơi vào cái thùng này nó mới ra được cái chất của nó. Thì đây anh em kể luôn nhá. Hàng về trong buổi tối đêm ngày hôm qua, bên em nhận setup lại tất cả các hệ thống âm thanh biểu diễn ngoài trời sự kiện của các bác nhá. Một là các bác gần đây các bác mang đến thì em sẽ hỗ trợ cho như này. Đấy, còn hai là các bác ở xa thì alo, em sẽ đi setup và tính ối tiền luôn cho các bác. Đấy. Đây là những cái thùng ngày xưa em có cung cấp này. Thùng đóng khá là chắc nhưng mà nhìn trông nó hơi xấu. Đây là mini scope nhưng mà bản đủ nhá. Bản này bản đủ đấy. Còn cái bản mini scope này còn lùn hơn này nữa thì nó còn rẻ hơn nữa. Thùng này từ trước giờ em vẫn cung cấp là giá nó chỉ nó khoảng là 5 triệu rưỡi một cặp. Và bao sim cho các bác. Thì bây giờ em sẽ kể giá luôn cho các bác nhé. TH118XN và SC118XN cùng chung mức giá là vào 7 triệu 200 nghìn đồng và bao ship. 7 triệu 2 và bao ship. Đọc luôn giá bao ship. Còn các bác qua cửa hàng đấy thì sẽ trừ được là 1 triệu 6. Và BC218SH thì giá nó cũng sẽ có khi là ngang ngang thôi. Đấy. Nó khoảng tầm 7 triệu rưỡi và bao ship cho các bác. Giá các bác nào qua cửa hàng đấy thì các bác trừ được 1 triệu 6. Đấy, thực tế nó là vậy. Trước thì giá nó sẽ cao nhưng bây giờ giá nó hợp lý hơn. Trước em bán là 5 triệu 8. Đấy. Và giá trên đấy là chưa có chân cao su, chưa có bánh xe đâu nhá. Chưa có bánh xe đâu. Còn bánh xe thì các bác cộng thêm cho em 600 nghìn nữa. Đấy, thế là vào 7 triệu 8 và bao ship cho các bác. Là cả bánh xe luôn. Với dòng SC và dòng TH. Còn với dòng súp hầm kia thì nó sẽ vào là 8 triệu 1. Cả bánh xe, cả thùng. Và không có củ loa. Còn các bác hỏi tại sao bán giá cao thế. Thứ nhất, cái tiền gỗ của những cái thùng này nó tốn kinh khủng luôn. Các bác nào qua cửa hàng các bác sẽ biết nó bê nặng. Thùng thôi mà bê như súng kép luôn. Đấy, thùng bê như súng kép luôn nhưng mà nó đánh nó ra được cái chất. Và thậm chí nha các bác không tin nhá, một quả TH118XN này nếu như em kiếm được cái đơn vị nào đang cung cấp được cái bát từ không biết là từ gì. Đấy, neo thường được, miễn là côn 152 mà so sánh với thùng BVC218SH kia nắp cái củ 18 tên là với cái 3000 so sánh luôn. Đấy, một quả này nhuốt chửng luôn một quả kia, vượt mặt luôn. Đấy, thực tế nó là như vậy nếu như có củ loa chất và xịn như thế. Nếu là những cái thùng này ấy, thì bên em nói luôn nhá là có lưới, con này có lưới, con kia có lưới, hầm là không có lưới nhá, là nó sẽ đi cùng với những cái củ loa thật sự là phải cao cấp và thật sự là phải gọi là cực kỳ kén chọn. Như các bác nắp vào cái thùng bình thường nó không ra được chất, các bác đánh nghe nó phò phèo ấy, thì các bác tháo bát ra khỏi thùng, để cái thùng sang một góc và các bác chụp ảnh cái bát gửi cho em xem. Nếu như
em bảo nắp vào cái thùng này hay thì các bác cứ nắp vào. Đấy. Bởi vì bây giờ nó không như ngày xưa đâu, khối lượng cộng hưởng của thùng với màng với cái bát nó khác nhau nhiều lắm các bác ạ. Ngày xưa thì em không biết, 4 năm trước thì em không biết tí gì, 2 năm trước thì em gọi là biết tí tí, và bây giờ thì em thuộc dạng là siêu cao thủ. Nên là các bác không biết thì các bác cứ nhắn tin cho em hỏi thì em sẽ trả lời khớp với thùng nào, hợp với thùng nào, em sẽ kể cho các bác xem. Đấy, thì trên đây là những cái mẫu thùng hiện tại em đang có sẵn đây. Ối ôi thùng luôn, thùng về ối ôi bạt ngàn luôn. Đấy, để các bác xem nhá. Các bác nào có thích thì liên hệ trực tiếp, liên hệ trực tiếp với em. Và những cái mẫu này thì nó đánh ra chất luôn. Đấy. Cái thùng scope 18 này, bản mini này, đánh đã ghê rồi. Nhưng mà nếu mà muốn khai thác tốt thì nó cần phải có một cái thùng và khoang cộng hưởng tốt hơn nữa. Như cái bát 18 tiền là với kép bằng nghìn này, khối lượng cộng hưởng của màng và của lọ bát thì nó chỉ yêu cầu một cái thùng nó khoảng tầm 180 lít trở về hoặc 150 lít là được. Nhưng mà cái thùng này bên trong là khối lượng cộng hưởng là khoảng 180 lít là chơi được rồi. Đấy. Còn nếu như các bác có được cái thùng nó to hơn và khối lượng cộng hưởng lớn hơn thì nó sẽ ra khác và đánh mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng khối lượng thùng lớn mà yêu cầu cái củ noa nó không hợp với thùng ấy, các bác có từ 2% loại phổ thông như cái loại bát kia mà đắp vào cái thùng này, nó đánh nó chỉ mềm và êm thôi, nó không được nực. Nhưng nếu mà các bác nắp đúng cái loại 18 TNX4000 vào đây, nó đánh ra thì nó vừa mềm vừa êm mà lại nực, nó ra được cái chất của nó luôn. Đấy, nó ra được cái chất của nó luôn, thế nó mới kinh như này. Đấy. Nhiều khi là em nói rồi nhưng các bác không tin, các bác nghĩ em bốc phét. Thôi được rồi, hôm nào em sẽ chứng minh cho các bác. Đấy, bằng cách là tháo cái loa này ra, nắp vào cái thùng này, nắp vào cái thùng kia, để quay cho các bác cùng xem, để các bác cùng hiểu, để các bác cùng biết. Chứ không nhiều các bác là nghĩ em bốc phét. Đấy, chuyên môn thì có, kỹ thuật có, mà các bác lại toàn chê. Đấy, tài thật, không hiểu kiểu gì luôn. Và nhấn mạnh lại các bác nhá, củ noa xịn phải vào những cái thùng nó chất, nó mới ra được cái điểm đặc trưng của cái thùng và cái củ noa thế. Và các bác hoàn toàn yên tâm, thùng bên em đóng thì rất là cẩn thận. Ví dụ như 1202 này đều có ốc bắn giữ này, đã bắn đinh là chắc lắm rồi nha, đây còn bắn ốc này giữ luôn này. Đấy, và đây anh em trong buổi sáng ngày hôm nay đây là có bả các lỗ ốc vít này. Đấy, các bác nhìn này, rất là nhiều luôn. Thế này thì có phải là yên tâm tuyệt đối không? Đấy, chả yên tâm tuyệt đối. Đấy, như là cái con TH118XN này, các bác nhìn này, trông nó khiếp không? Đấy, đẹp trong đẹp ngoài, kè trên kè dưới. Còn riêng cái cấu tạo bên trong thùng, các bác nếu mà đến đây em sẽ mở cái phần mềm mô phỏng lên cho các bác xem cái bản vẽ 3D em có quay, em có lưu trong máy. Bên trong ôi 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 bạt ngàn gỗ luôn. Gỗ nào hết thanh ngang đến thanh dọc, thanh trống, thanh nghiêng các kiểu. Nên là các bác bê cái quả này nó nặng như quả xúc ép. Đấy, quả xúc đơn là nặng như quả xúc ép. Đấy, đây là xúc ép nhá. Đấy, còn đây xúc đơn nhá. Nặng như xúc ép luôn. Bên trong nó rất là nhiều gỗ. Và tất cả đều là sử dụng là gỗ ván ép, chứ không có một tí tẹo tèo teo nào gọi là gỗ MD ép trong thùng. Không có một tí nào gỗ MD cả, nói luôn. Đấy, cho các bác hoàn toàn yên tâm tuyệt đối luôn. Mình làm nó phải tốt thì các bác mua mới ủng hộ được nhiều. Chứ còn em làm mà điêu ấy, làm theo kiểu bốn áo ấy, thì em sập tiệm từ đâu rồi. Đấy, thì đây các bác nhìn gỗ này, gỗ này là gỗ chất lượng cao này, chứ không phải là gỗ vừa vặn đâu. Tất cả gỗ ở đây đều là gỗ 1/8, trừ hai cái series là súp 30 kia thì là gỗ 1.5, 1/5. Ok, video đến đây kết thúc nhá. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.